Chan is sick a little bit. For five. Đợi xíu à. Ok, let's go. Yes, FMR, FML, Royal API, he just upload some zip play, Sonido, and okay, we let's what? Yeah, Sonido is so easy at kicking tower with golden barrels. Yeah. Nothing changed, but we have Zion. This is a you. We cannot active King Tower if it puts Zion here. We cannot. And the next season, look. Yeah, nice. One thing. Bây giờ các bạn thấy là Zion bây giờ nó rồi. Là thì, ngày xưa thì chúng ta vẫn thấy là Tornado gì nhỉ? Tornado thì không thể kéo được con Zion để active đúng không? Nhưng bây giờ thì chúng ta đã có rồi, chúng ta vẫn làm được. Chúng ta đã làm được. Nhưng có một vấn đề như này. Hi Google Translate. Yeah. Hey, sorry guys. Okay. Thôi mình nói tiếng Anh trước đi. Tại vì mình cũng không... Hey aliens. Yeah, this season we can use Tornado have able to pull Zion and activate the full of this. Yeah, half side, yeah, Golem the same. Golem. Yes, so easy. With Tornado, we spoon Golem. And how about Hawk? How about Hawk? Yes. Let me talk. Tornado, yeah, balloon. That's what the Tornado. Yes, that's why Tornado will be active opinion in tower. Yes. And Tornado, and yeah. He said Tornado start have been update the defense building. The clip saw two things about the new Tornado. All time for donation. So Jobo Punshank, yeah, not this strong. And you will achieve King Tower if Tornado is the also total damage to tower will be 448 instead of 52. Look, we have Hawk Riders over here. So it's so easy to achieve King Tower. So easy, get tipping tower. So easy. And right now, look, we have a bad news because when I face with a three musketeer deck, I'm also use tornado. I'm also use tornado pulls. Three musketeer on the left or the right. That's right. All way. And right now, I cannot three musketeer anymore. Yeah, thank for donation, aliens. I ông này, yeah. I cannot use three musketeer anymore. Push left lens or right lens. Why? If you put three musketeer behind the king tower. We cannot. Sure. Yeah, and I think three musketeer come back the next season. And of course, we have Igbo cycle. Because spam for on
spawn with Goblin Hood, Barbarian Hood, and the Fern and Sea. So on nerfs. And loops legendary he said by popular demons. I have not been able to full stop Hawk with just tornado when the active King Tower is active. And King Tower active, but with one tornado, we cannot stop Hawk Rider. Why? Next season, meta will be changed. Change. Như thế nào? 180 độ luôn đấy. Không biết làm gì. But it doesn't change anything. No. The next season, I think tornado cannot combine with all the car special with wizard executioner. Yeah, executioner and wizard cannot combine with the tornado. And I think Sparky. I choose Sparky and Zion Skeleton will be bad for tornado. I'm so glad to say that's fantasy and Golden Hood. Yeah, I think the next season we will become to Sparky tornado and Xbox Cycle, Xbox Tesla become the meta, the most popular. No way. So I don't know. The next season, I think we'll change decks. So sad. Yeah. So next season, meta counter Royal Dragon. Yeah, alien. I think the next season you keep will should keep play your deck Royal Dragon motor. Okay. So the final, I think next season I'm will play all the deck. So sad. I'm so sad. Hello. Yeah. What's our untap? One more. House cycle. Oh no. How sure? Because house cycle needs high SQ. High SQ. I cannot lock back. Come back. No, I think Igbo cycle. Okay, come back to ladder. So thank you guys. Let me set up. Thôi các nói rồi các bạn có hiểu không? Chẳng nói tiếng Anh thì tôi cũng ngu thôi nhưng mà mình nói tiếng Anh thì cũng bập bẹ thôi nhưng mà đại loại như thế này. Tornado mùa sau nó rất là khó để kết hợp với lại thôi để mình tóm lại là có mấy điểm thế này. Nhất. Jason. Đâu rồi? Ok Jason. Ở tiếng Việt lại nha. Tóm lại là như này. Mùa sau chúng ta sẽ có tornado có sức mạnh mạnh hơn. Tuy nhiên,
với cái tốc độ 1 giây như vậy thì nó rất khó để có thể kết hợp với những con dam chậm, đặc biệt là executioner. Hello, hay là wizard chẳng hạn, nó rất khó để kết hợp bởi vì là chỉ có 1 giây như vậy, nó chỉ có được một turn thôi, chắc gì được một nửa turn của con wizard, của con executioner. Vì vậy cái việc kết hợp với những con như kiểu Sparky sẽ là hợp lý. Đấy. Hơn nữa là có một con đấy là con P.K.A. những con đam to, chỉ cần một turn đấy như vậy nó sẽ là hợp lý hơn. Hoặc có thể là mình P.K.A. những con đam to. Thứ hai, tại sao nó lại thay đổi rework lại tornado một cách như vậy? Bởi vì nó sẽ giảm đi được cái sự kết hợp với những con như kiểu là IC. IC Wizard này cộng với lại Baby Dragon này là những con mà hiện tại khi mà kết hợp với trong cái deck như kiểu Olem hay là Igbo thực sự rất là bá đạo. Và đặc biệt là những cái deck như kiểu là Elixir Golem, Tornado rất là bá đạo đúng không? Thì gần như là nó beta mùa sau sẽ thay đổi khá nhiều chứ mà nhiều. Tất cả các deck spam đều bị đi xuống, đặc biệt là những cái deck như kiểu là Goblin Hood với lại Barbarian Hood hay là Furnace và những cái deck bây giờ là phổ biến. Furnace thì không phổ biến nhưng mà hầu hết là sẽ mùa sau sẽ bị thay đổi. Và một cái điều nữa, Tornado sẽ là con dao hai lưỡi. Khi mà các bạn đánh với Bahamut thì các bạn không được sử dụng, mà là các bạn nếu các bạn sử dụng thì các bạn chấp nhận. Cái deck của Viper có bị ảnh hưởng không? À, quá ảnh hưởng chứ lại. Bởi vì là Tornado kết hợp với Executioner là một cái điều rất là khó. Đặc biệt là nó khi kết hợp với lại con Executioner nó rất là chậm. Một giây là không đủ. Vì vậy cách nếu mà sử dụng thì phải sử dụng một cách cực kỳ là hiệu quả và cực kỳ. Nó phải nghĩ là gần cuối, ví dụ Infernal Lava chẳng hạn. Và hơn nữa là khi mà Tornado, cho dù các bạn có Active King Tower rồi thì các bạn vẫn phải thả thêm một thẻ nữa. Tại vì nếu các bạn không thả một thẻ nữa để defend Hawk thì các bạn sẽ bị một hit của Hawk. Đây là cái điểm mà tại sao họ lại muốn cho Hawk quay trở lại. Vì vậy là mùa sau các bạn sẽ, nếu các bạn có đánh thì đánh Hawk Cycle. Hơn nữa thì Earthquake mùa sau là bị giảm một chút, đam lên trụ. Thì đó là thời điểm mà mình nghĩ là Igbo Zla sẽ có lợi thế. Mini P.K.A mùa sau thì yếu hơn, bởi vì là đường rộng của nó bị yếu hơn. Baby Dragon mùa sau cũng yếu hơn. Nên là Hawk Cycle mùa sau có thể là có cơ hội. Đấy, đại loại là như vậy thôi. Mọi người có thể hiểu, cũng có thể không hiểu. Nhưng mà ý mình là như vậy.